chào quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Thưa quý vị, phần tin tức của đài truyền hình chúng tôi hôm nay gồm có những bản tin chính sau đây. Israel và Hamas tiếp tục tấn công lẫn nhau bất chấp các cuộc đàm phán ngừng bắn. Nội bộ chính quyền Trung Cộng đang rạn nứt do chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Dầu thô tăng giá sau khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran. Hoa Kỳ sắp thêm biện pháp trừng phạt Nga về vụ dùng vũ khí hóa học ở Anh. Bốn cựu giám đốc công ty bị khởi tố vì liên quan đến Vũ Nhôm. Và sau đây là phần mở đầu điểm tin thế giới. Liên quan đến Israel và Hamas tiếp tục tấn công lẫn nhau, bất chấp các cuộc đàm phán ngừng bắn. Vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 8, hai viên chức Palestine cho biết Israel và Hamas, nhóm Hồi giáo đang kiểm soát dải Gaza, đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn. Đây là thỏa thuận có thể giúp chấm dứt cuộc chiến đang căng thẳng giữa hai bên. Phía Israel không hề đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này, nhưng một viên chức ẩn danh của Israel đã phủ nhận việc hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Phía Israel hiếm khi thừa nhận đạt được bất kỳ thỏa thuận nào tương tự với Hamas, là nhóm mà nước này đã xếp vào nhóm tổ chức khủng bố và đã từng đối đầu trong ba cuộc chiến tranh trong thập kỷ qua. Việc hai bên tăng cường trao đổi hỏa tiễn và không kích xuyên biên giới trong những tuần gần đây đã khiến Liên Hiệp Quốc và Egypt phải cố gắng dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện khác. Nhưng vào đêm thứ Tư và thứ Năm vừa qua, máy bay của Israel đã tấn công hơn 150 mục tiêu ở dải Gaza. Đồng thời, các chiến binh Palestine cũng đã phóng một loạt các hỏa tiễn, trong đó có cả một hỏa tiễn tầm xa, sâu vào lãnh địa Israel, khiến căng thẳng dâng cao bất chấp các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra. Theo Reuters, sau khi Palestine bắn hỏa tiễn sâu vào lãnh thổ Israel, nước này đã đáp trả bằng một loạt các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Gaza vào thứ Năm, ngày 9 tháng 8, đánh sập một tòa nhà nhiều tầng mà quân đội Israel cho là một trụ sở chính của Hamas. Nhưng cư dân địa phương cho biết tòa nhà này chỉ đóng vai trò như một trung tâm văn hóa. Đồng thời, các viên chức y tế địa phương cho biết đã có 18 thường dân đã bị thương trong vụ tấn công, thưa quý vị. Nước Ý có cách tìm ra chủ các con chó làm bậy ngoài đường. Giới chức điều hành một thành phố nhỏ ở Ý hiện đang dùng một biện pháp mới để tìm ra các người chủ không chịu thu dọn sau khi chó của họ làm bậy ngoài đường. Đó là xem DNA của các tang chứng để lại, theo bản tin ABC News. Hồi đầu năm nay, thành phố Melnitz yêu cầu tất cả chủ chó ở nơi này phải đăng ký các con thú cưng của họ. Tất cả 2.156 con chó đều phải nộp mẫu nước dãi của chúng. Chủ chó nào không chịu mang mẫu nước dãi của chó đến nộp tòa thì chính trong thời gian hạn định sẽ bị phạt 58 Mỹ Kim vì không tuân hành luật mới của thành phố. Vấn đề phân chó trên đường phố từ lâu nay vẫn gây nhức đầu cho giới chức các thành phố ở Ý và khắp châu Âu. Nhiều nơi đã đưa ra các mức phạt nặng nề, nhưng điều khó khăn chính là không thể thi hành luật nếu con chó và chủ không bị bắt quả tang. Giới chức đặc trách về môi trường ở thành phố Melnitz, ông Yusuf Rinrichi, cho báo chí hay rằng luật mới khiến cho thành phố sạch sẽ hơn và các chủ chó cũng nói là nay cư dân không nhìn họ bằng cách cặp mắt nghi ngờ như trước. Ông Richie nói nhiều thành phố khác cũng hỏi thăm về kinh nghiệm
của Melnick và điều đó họ quan tâm nhất là tiền phạt có đủ để trả chi phí thử nghiệm hay không, thưa quý vị. Tin liên quan đến cựu thủ tướng Malaysia sẽ bị xét xử vào đầu năm tới. Một tòa án Malaysia vào ngày 10 tháng 8 ra phán quyết yêu cầu cựu thủ tướng nước này là Najib Razak phải ra hầu tòa vào ngày 12 tháng 2 năm tới với các cáo buộc liên quan tới vụ bê bối thất thoát nhiều tỷ Mỹ Kim tại quỹ đầu tư nhà nước Malaysia. Thẩm phán Mohamed Nazlan Mohamed Ghazali cho biết trong phiên lấy lời khai trước khi xét xử vào ngày 10 tháng 8 rằng phiên xét xử sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 2 năm 2019 và kéo dài cho đến ngày 29 tháng 3 năm 2019. Nếu bị kết tội, ông Najib sẽ phải đối mặt với nhiều năm tù giam. Và hiện ông Najib và vợ ông đã bị cấm rời khỏi Malaysia. Giai đoạn cầm quyền của ông Najib kéo dài suốt một thập niên đã kết thúc trong một thất bại bầu cử gây sốc vào hồi tháng 5 vừa qua và tân thủ tướng Mahathir Mohamad khởi động cuộc điều tra đối với 1MDB, quỹ do chính ông Najib thành lập. Ông Najib đã bị bắt vào hồi tháng trước và bị tòa án truy tố với 7 tội danh, trong đó có tội lợi dụng tín nhiệm, lạm quyền và rửa tiền. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Najib đã nhất quyết không nhận tội và hiện đã có bảo lãnh, thưa quý vị. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Canada. Bạo lực súng đạn có xu hướng gia tăng sau vụ ở Fredericton. Vào ngày 10 tháng 8, cảnh sát Canada không thông báo đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan tới vụ xả súng trước đó cùng ngày ở thành phố Fredericton, tỉnh tiểu bang New Brunswick, miền đông Canada. Trên tài khoản Twitter, cảnh sát thành phố Fredericton cho biết, vào thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận đã bắt giữ một nghi phạm vụ xả súng tại khu vực Brookside Drive giữa Main Street và Ring Road gần khu vực dân cư sinh sống. Thông tin ban đầu ghi nhận là có ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ việc trên. Vào hồi năm 2014, một vụ xả súng cũng tại New Brunswick đã khiến 3 cảnh sát Canada thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Vào thời điểm đó, đây là một trong những vụ xả súng tồi tệ nhất nhằm vào cảnh sát tại Canada, nơi luật súng đạn khắt khe hơn tại Hoa Kỳ và các vụ tấn công cảnh sát cũng hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, các vụ bạo lực súng đạn đang có xu hướng gia tăng ở Canada trong thời gian gần đây. Vào hồi tháng 7 vừa qua, cũng đã xảy ra vụ xả súng tại thành phố Toronto, khiến 2 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sẽ tăng cường kiểm soát súng đạn, thưa quý vị. Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về quan hệ thương mại. Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Nga ông Vladimir Putin vào ngày 10 tháng 8 đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ông Tayyip Erdogan nhằm thảo luận về mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước. Theo thông báo của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về thành công của các dự án chiến lược chung giữa hai nước, đặc biệt là trong vấn đề năng lượng. Trong khi đó, các quan chức giấu tên thuộc văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai bên đã bày tỏ sự hài lòng rằng mối quan hệ kinh tế và tài chính giữa hai nước đang tiến triển một cách tích cực, cả trong hợp tác về công nghiệp, quốc phòng và năng lượng. Nội dung thông báo này dường như ám chỉ tới quyết định của Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump tuyên bố ông đã cho phép áp mức thuế nhập khẩu cao gấp đôi với hàng hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, đến thuế 20% đối với mặt hàng nhôm và 50% đối với mặt hàng thép, thưa quý vị. Hoa Kỳ cắt giảm chương trình huấn luyện cho sĩ quan quân đội Pakistan. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu cắt giảm các chương trình huấn luyện của Hoa Kỳ dành cho binh sĩ Pakistan, vốn được đánh giá là tiêu biểu cho quan hệ quân sự song phương trong hơn một thập kỷ qua. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết quyết định ngừng chương trình giáo dục và huấn luyện quân đội quốc tế của chính phủ Hoa Kỳ cho Pakistan đồng nghĩa với việc 66 suất trao đổi huấn luyện tại các đơn vị quân đội Hoa Kỳ dành cho sĩ quan Pakistan trong năm nay sẽ bị hủy bỏ. Các suất trao đổi này sẽ bỏ trống hoặc dành cho binh sĩ đến từ các nước khác.
Ngũ giác đài và quân đội Pakistan chưa bình luận gì về quyết định trên, song nhiều quan chức từ cả hai nước đều tỏ thái độ quan ngại. Các quan chức giấu tên của Hoa Kỳ cho biết họ lo ngại quyết định này có thể làm suy yếu nỗ lực xây dựng lòng tin giữa hai nước. Ông Dan Feldman, cựu đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ đặc trách Afghanistan và Pakistan, gọi quyết định của Washington là thiển cận và có nguy cơ gây tác động tiêu cực lâu dài, hạn chế sự phát triển mối quan hệ song phương trong tương lai. Trong khi đó, các quan chức Pakistan cho rằng quyết định này có thể khiến quân đội nước này cân nhắc phương án tìm kiếm hỗ trợ huấn luyện từ các nước khác như Nga hay Trung Cộng, thưa quý vị. Nội bộ chính quyền Trung Cộng đang rạn nứt do chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Theo bốn nguồn tin gần với chính phủ Trung Cộng, cuộc chiến thương mại ngày càng gia tăng với Hoa Kỳ đang gây ra chia rẽ nội bộ trong Đảng Cộng sản Trung Hoa. Một số nhà phê bình cho rằng lập trường dân tộc cực đoan của Trung Cộng có thể đã khiến Hoa Kỳ cứng rắn hơn trong việc đối đầu với Hoa Lục. Hiện nay, Tổng thống Tập Cận Bình vẫn nắm chắc quyền hành trong tay, nhưng những lời phê bình bất thường về chính sách kinh tế và cách chính phủ lèo lái cuộc chiến thương mại đã làm lộ rõ sự rạn nứt hiếm hoi trong nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền. Theo hai nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận trong giới lãnh đạo, thì chính quyền Trung Cộng hiện đang phải gánh chịu loạt chỉ trích dữ dội, có thể là nhằm vào một phụ tá thân cận với ông Tập Cận Bình, cố vấn trưởng kiêm chiến lược gia Vương Hổ Ninh. Theo các nguồn tin trên, ông Vương Hổ Ninh, người đặt nền móng cho học thuyết giấc mơ Trung Cộng, tức tầm nhìn của ông Tập Cận Bình trong việc bước nước này thành một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng, đã bị chính vị lãnh đạo của Trung Cộng khiển trách do đã xây dựng một hình ảnh chủ nghĩa dân tộc quá lố và góp phần khiêu khích Hoa Kỳ. Văn phòng phát ngôn viên của đảng đã không trả lời yêu cầu bình luận về ông Vương Hổ Ninh và mối quan hệ của ông với Thủ tướng Tập Cận Bình, cũng như liệu Trung Cộng có thắc mắc sai lầm trong việc truyền trải thông điệp trong cuộc chiến thương mại này hay không, thưa quý vị. Hậu chấn làm rung chuyển Lombok, tử vong vì động đất tăng trên 300 người. Đảo Lombok ở Indonesia vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 8 lại vừa bị thêm một trận động đất mạnh nữa, lần thứ ba trong chưa đầy một tuần lễ, trong khi giới hữu trách cho biết số nạn nhân thiệt mạng do thiên tai tại đây đã lên tới hơn 300 người. Cơ quan đo đạc địa chất Hoa Kỳ nói rằng đây là một hậu chấn đo được ở mức 5,9 Richter. Cơn hậu chấn tạo tâm lý hoảng sợ. Người dân lo lắng nhà cửa sẽ bị thiệt hại, đất chui và gây thêm thương vong. Hình ảnh video thu được cho thấy đất đá trên đường rung chuyển và các đám bụi khói bao quanh các tòa nhà. Phát ngôn viên Cơ quan Phòng chống thiên tai Indonesia là ông Subroto Bobo Nugroho nói rằng hậu chấn này tạo thêm nỗi sợ hãi và gây thương tích cho những người sống sót trước đó. Bộ trưởng Nội vụ Indonesia ông Wiranto nói với báo chí rằng số người thiệt mạng từ sau trận động đất ở mức 7,0 Richter hôm Chủ nhật vừa qua nay đã lên tới 319 người. Phát ngôn viên Nohoho trong bản tin cáo gửi tới truyền thông cũng nói là số tử vong chắc chắn sẽ còn tăng cao lên hơn nữa vì các nhân viên cấp cứu vẫn còn tìm thấy thi thể nạn nhân bên trong các tòa nhà sụp đổ và một số người đã được chôn cất nhưng chưa được đưa vào trong danh sách chính thức, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin thế giới. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo thương mại.